Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuỗi video về cuộc sống. Nếu như bây giờ các bạn gõ lên mạng cái cụm từ rằng là suy thoái kinh tế năm 2023 thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều cái kết quả cho các bạn một cái nền hình ảnh của một cái nền kinh tế ảm đạm. Cụ thể là gì? Trung bình là một ngày có khoảng 500 doanh nghiệp đóng cửa hoặc là những cái cá thể kinh doanh họ trả mặt bằng. Và các bạn thấy rằng là lý do như vậy là bởi vì là dù là họ đã có những chương trình khuyến mãi giảm giá nhưng mà khách hàng vẫn không đi mua. Và nhìn vào tình hình của các công ty thì sao? Nạn tinh giảm biên chế đang diễn ra ở rất nhiều nơi. Lý do là gì? Các bạn biết rằng là bây giờ phải gánh một cái quỹ lương khổng lồ thì cách hay nhất đó là sa thải bớt nhân viên và những người giỏi ở lại sẽ làm thêm việc. Và các bạn biết rằng hiện giờ là thị trường lao động đang giảm cái hệ số lương. Cho nên nếu như bây giờ mà các bạn nghỉ công ty rồi các bạn qua một công ty mới thì chắc chắn lương các bạn sẽ không được như là trước đây. Và đó cũng là một cái cách để mà các công ty tuyển được người tài với cái bậc lương thấp hơn. Nếu như mà các bạn vẫn còn ở công ty và lãnh mức lương cũ nhưng mà các bạn lại không thật sự hiệu quả thì chi bằng là nhân lúc cơ hội mà thị trường đang biến động, lương đang giảm thì cái này các bạn, các công ty có thể tuyển được người tài với lại cái mức lương thấp hơn. Đó. Và đó lý do mà rất nhiều công nhân mà thất nghiệp, đương nhiên là lao động phổ thông là những người mà bị sa thải đầu tiên, sau đó mới tới lao động là trí óc. Và những cái dấu hiệu này cho thấy là tình trạng suy thoái kinh tế nghiêm trọng ở năm nay. Và rất nhiều người cũng đã nói rằng là thậm chí nó còn tệ hơn so với lại là trong mùa dịch năm 2020 và 2021. Thế thì hiện giờ mà các bạn thấy những ông chủ nào mà còn tiền ăn chơi thì tự hiểu, chắc chắn là cái bệ đỡ của họ rất mạnh. Chẳng hạn như má bán giùm con miếng đất, chẻ giùm con miếng vàng nào đó, cứu con với. Rồi những anh mà trung niên mà ủn ỉn đeo vàng, tay chân vằn vện, lên mạng thì đạo ní thì các bạn cũng tự hiểu. Đó là tà giáo thời đại 4.0. Và trong bối cảnh kinh tế mà bế tắc này, sẽ có rất nhiều diễn giả lên lùa gà chỉ cách kiếm tiền đầu tư. Và trong cái video này tôi sẽ chém một trong những là hot youtuber chùm đạo lý, chuyên là con thức tỉnh. Và các bạn để ý một điều, tại sao rất nhiều là người giàu có hiện giờ không đi nước ngoài được, chỉ đi quanh quẩn trong Đông Nam Á? Đó là bởi vì khi mà tài chính của các bạn đã có cái vết, thì đặc biệt các bạn đi xin mà visa đi du lịch thôi nha, ở Mỹ và Úc, nếu không có ai bảo lãnh thì cũng không đi được, tức là cái hồ sơ của các bạn có vết. Đó. Và nếu mà nhìn nữa thì các bạn trẻ ngày nay thay vì đi học tập đó thì các bạn hết ca để đi chơi nhậu nhẹt. Đó là lý do mà các bạn tự xác nhận trình độ tôi chỉ tới đó mà thôi. Cho nên cầm được là mười mấy triệu, 20 triệu rồi tưởng đâu rằng là mình đã oai rồi. Thì một cái bài viết mà hiện giờ tôi rất tâm đắc đó là của tiến sĩ Alan Fan. Ông nói gì? Lạm phát và cái mác thành đạt. Thành công là đạt được những gì mình mong muốn, hạnh phúc là muốn những gì mình đạt được. Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Dale Carnegie. Gần đây tôi bị gán cái mác là doanh nhân thành đạt. Một cô phóng viên còn gọi tôi là tỷ phú dù đã yêu cầu, xin nói rõ, chỉ là tỷ phú tiền đồng. Khi một từ ngữ nào bị lạm dụng, tôi thường phát triển một dị ứng lạ thường. Thành đạt đỉnh cao đại gia, một ngày rồi phá sản tội phạm siêu lừa, một ngày khác. Biển dâu của ngôn ngữ còn sống động hơn biến động, thay đổi trong thực tại. Thế thì hình ảnh của người thành đạt là gì? Vài bạn trẻ gửi thư cho tôi, mong tôi chỉ bí quyết để trở thành một doanh nhân thành đạt. Càng nhiều đường tắt càng tốt. Khi hỏi lại là họ nghĩ gì về một doanh nhân thành đạt, thì tất cả đều nói rằng có tiền thật nhiều để tiêu xài, thỏa thích. Phải được trả xã hội trọng vọng, kính nể, phải có quyền lực qua quan hệ, phải có cả núi đồ chơi, chân dài, siêu xe, tiệc tùng hàng hiệu. Phải được đi du lịch khắp thế giới, phải chơi trội hơn các đại gia nổi danh bây giờ. Tôi thường trả lời các bạn,
có một góc nhìn dù rất phổ thông ở xứ này nhưng lại rất sai lạc khi đối diện với thực tế. Cái giá phải trả cho những ước muốn ở trên có lẽ các bạn không bao giờ muốn trả, trừ khi các bạn có lá số tử vi tốt, sinh ra làm hoàng tử công chúa cho các siêu quan. Ngoài ra, tôi nghe nói ngay cả việc sinh làm con nuôi cho Angelina và Brad cũng không dễ dàng gì. Thêm vào đó, Mark đại gia càng lớn thì càng nhiều ganh tị thù địch. Chỉ đọc và nghe những tin đồn không hay hay là vu khống về mình cũng mất hết cả mấy ngày giờ. Sau 15 năm quản lý cho một công ty công cộng ở Mỹ, tôi nghĩ là mình đã quá quen với những thị phi bịa đặt của các diễn đàn trên net. Nhưng những tấn công cá nhân gần đây khi được các trang mạng bơm lên làm mình phải tính chuyện tình khẩu để có được chữ bình an. Thế thì gốc rễ của Thành và Đạt là gì? Theo tôi hiểu, chữ Thành Đạt gộp từ hai thành phần chính: thành công trong công việc và đạt đến cái mục tiêu cá nhân trong sự nghiệp. Nó xác định đỉnh cao của một con người. Nếu mục tiêu của doanh nhân là tiền thì anh chị ta đang nằm trên núi của. Nếu một tu sĩ thì tâm linh là đã giác ngộ và về cõi đạo. Nếu là một chí giả thì ông bà này đang nắm túi khôn và kiến thức của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi cá nhân đều có những đẳng cấp khác nhau nên mục tiêu để đạt đến cũng rất khác biệt. Do đó, cái đạt của người này có thể là cái thua của người khác. Còn cái chữ thành thì nó bấp bênh hơn, vì những thành công lâu dài và bền vững rất hiếm xảy ra trên thương trường hay đời sống. Ngay cả những động viên, vận động viên tài giỏi như là Roger Federer hay Tiger Woods cũng nhiều lần vấp ngã và lặn mất. Các đội bóng từng lừng danh như Manchester United hay Lakers cũng thua đậm nhiều trận đấu. Và các siêu sao trong làng văn nghệ như J.K. Rowling hay Clint Eastwood cũng dính líu đến nhiều đến những cái bom thối, tức là viết ra một tác phẩm mà không ai coi. 10 công ty hàng đầu của Mỹ vào những năm 50 giờ chỉ còn có GM và Ford trụ lại là nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Tiền bạc, quyền lực, danh vọng, ngay cả tình yêu đến rồi đi, có rồi không, với thời gian mọi thứ đều là tạm bợ. Vậy có một doanh nhân nào ở Việt Nam hay thế giới xứng đáng với cái chữ doanh nhân thành đạt hay con người thành đạt hay không? Đó. Vậy thì một cái con người thành đạt là người mà vượt qua khỏi cái nhu cầu hối thúc về cơn áo, về giá trị tự do, về đẳng cấp. Đó. Có nghĩa rằng là sức khỏe, tinh thần, trí tuệ, xã hội, tiền bạc và tâm linh. 6 tiêu chuẩn này thì có được thì cá nhân mới là trở thành một cái con người mà thành đạt. Đó. Vậy thì làm sao thành đạt được khi mà mình còn thiếu quá nhiều? Và về tiền bạc, yếu tố chính để được mọi người tôn vinh là đại gia, thì bạn có nhiều như một đại gia với tuyên bố tiền của tôi ăn 3 hay 6 đời không hết. Có lẽ không nhiều như vậy, nhưng phải đủ để thành một cơn bão tài chính lớn, hay một quyết định sai lầm của một nhân viên, hay là thay đổi xã hội. Đó. Rồi. Hay là một thay đổi trong xã hội cũng không làm là tài sản biến mất. Có nghĩa là một người mà gọi đến mức mà tiền quá siêu đẳng á, thì có nghĩa rằng là ngay cả tất cả những cái biến động ở trên thị trường cũng không thể nào mà ăn hết số tiền đó được. Thì cái đó mới gọi là đại gia thật sự. Đó. Các bạn phải đủ tiền đến mức đó ha. Suy thoái kinh tế thế giới gì đó mà các bạn vẫn còn dư tiền, không nợ nần là các bạn dữ dằn. Đó. Rồi. Vậy thì sau khi mà coi xong cái bài viết này, các bạn nghĩ gì về cái chữ thành đạt ngày nay? Thì có một bạn mới kết bạn tôi. Bạn đăng một cái bài quảng cáo về cái cơ sở của bạn trong một cái group có 1 triệu thành viên. Và bạn được cái bài viết đó, bạn được nhận 10.000 like. Nhưng sau đó bạn viết Facebook vậy: được 10.000 like nhưng mà từ sáng đến giờ tôi không có khách. Thì các bạn hiểu một điều, rất nhiều người bây giờ vẫn nghĩ rằng là nổi tiếng trên mạng, một cái bài viết nào đó sẽ đem lại tiền. Các bạn không biết rằng là đó là những cái chiêu trò mà thôi. Chiến thần bán hàng này kia có ai kiểm định hay không? Đó. Rồi tôi rất giỏi đến nỗi mà tôi được nước ngoài nó đầu tư cho cả 1 triệu đô. Nước ngoài nào?
cái người mà đầu tư á, tập đoàn nào, anh có thể nêu tên cụ thể được hay không? Anh nói chung chung như vậy. Nhưng mà đương nhiên rằng là những cái này có thể không ha, làm cho những người mà trí giả thật sự họ tin. Nhưng mà sẽ lừa được rất nhiều những con gà. Những con gà mà mê giàu, mê đổi đời. Đó. Thì các bạn không hiểu được cái chữ giá trị cốt lõi. Và các bạn cứ nghĩ rằng là những người lên like là chắc chắn những người đó qua mua hàng. Các bạn có biết rằng là trước đây tôi bán một cái điện thoại. Đó, tôi không xài nữa cái điện thoại iPhone X. Tôi không xài nữa, tôi đăng lên Facebook. Tôi bán. Thì một cái người liên hệ với tôi là cái chị này ở bên quận 6. Chị đó bây giờ nhắn tin thôi thầy giao qua. Thì tôi mới nói thấy rằng ủa, chị này hóa ra trước giờ mình chưa có kết bạn. Sau đó rằng là giao qua cho chị cũng không cần kiểm tra máy, chỉ đưa tiền. Đó, và sau đó thì tôi mới thấy rằng là chị này là cái người mà theo dõi. Chỉ không kết bạn, chỉ theo dõi thôi. Và tôi không biết. Đó thì các bạn thấy rằng là đối với rất nhiều người khi các bạn tạo ra một cái giá trị cốt lõi, họ có thể rằng là những người âm thầm hỗ trợ cho các bạn. Họ không lên tiếng. Đó, nhưng mà họ vẫn dõi theo và họ đặt lòng tin vào các bạn. Đó, vậy thì mấy chục like, mấy like, mấy trăm like hay là 10.000, 20.000. Thật sự ra các bạn chỉ nhìn được là cái bề nổi ở ngoài. Đó. Còn khi mà các bạn làm ra được một cái mà người ta thật sự cần, người ta sẽ đến. Và đó là đương nhiên rằng là cái giá trị cốt lõi của bạn thỏa mãn được cái mà người ta cần, thì các bạn sẽ thu được cái giá trị thật, đó là tiền. Bây giờ tôi cho các bạn một cái ví dụ. Hôm trước tôi có coi một cái đoạn video trong một bộ phim của Leonardo DiCaprio. Thì lúc này một cái nhóm bạn 5-6 người ngồi quanh một cái bàn rượu. Thì cái anh chàng này mới nói rằng là nghe nói rằng là ở đây toàn là những người mà xuất sắc. Vậy thì các bạn hãy bán giùm tôi cái cây viết này. Thì một người đưa ra cây viết. Sau đó truyền tay nhau thì một anh mới nói cây viết này thật thần kỳ. Với nó tôi có thể viết lên được là giống như một trang sử hoặc hào hùng về bản thân mình. Truyền qua anh kế tiếp. Anh nói rằng là cây viết này rất đặc biệt. Tôi có thể dùng nó để viết cái gì đó. Tức là mỗi người đều xoáy vào cái công dụng của cây viết. Cho đến khi mà đưa vào tay, nghe nói anh là người bán hàng siêu đẳng, anh có thể bán được bất cứ thứ gì, anh bán cho tôi coi. Cái anh chàng này cầm lấy cây viết và chỉ một người khác ngồi trong bàn. Viết tên anh ra đi. Anh kia mới nói, nhưng tôi có viết đâu. Anh này ném lên bàn, viết đây. Đó, thế là cả nguyên một bàn đều cười và vỗ. Quả thật đúng là người bán hàng siêu đẳng. Có cung, ha, có cầu, ắt có cung. Cái vấn đề ở đây rằng là gì? Khi rất nhiều người coi qua cái đoạn video này, tôi dám bảo đảm không hiểu được cái giá trị cốt lõi. Họ chỉ nói rằng là hay quá, đúng rồi, phải có cầu, có cung. Nhưng các bạn không hiểu rằng là video này nó muốn nói một cái khía cạnh. Đó là người ta tạo ra nhu cầu, chứ không phải người ta đi tìm kiếm nhu cầu. Hầu hết những người bán hàng mắc một cái sai lầm, đó là kiếm người có nhu cầu. Chẳng hạn, anh muốn mua viết không? Tôi có cây viết nè. Vậy thì các bạn đi khắp nơi để các bạn kiếm người mua hàng. Rồi các bạn vô một cái diễn đàn. Thí dụ như muốn bán viết thì vô cái diễn đàn về dụng cụ học tập, dụng cụ văn phòng để các bạn rao. Cái đó là một phần. Có nghĩa rằng là các bạn đang tiếp cận với những người có sẵn nhu cầu, chứ các bạn không phải là những người tạo ra nhu cầu như là cái video này muốn nói đến. Vậy thì cái câu mà viết tên anh ra đi, câu này chính là một câu để tạo nhu cầu. Những người trong bàn hoàn toàn lúc đó không có nhu cầu mua viết. Vậy thì chỉ cần mà anh nói không có là tôi có. Vậy thì các bạn phải làm sao cho khách hàng của mình bật ra cái câu tôi không có cái đó, thì lúc này họ mới mua. Người tạo ra nhu cầu là người giúp cho cộng đồng nói chữ không mới là người bán hàng siêu đẳng. Đó. Chứ nếu mà người ta nói có thì chuyện đó nó rất là bình thường. Ha. Vậy thì khi mà bản thân tôi bây giờ nha, tôi làm kinh doanh vậy, tôi không chạy theo số đông. Tôi không phải là tôi người ta học IELTS là tôi đổ theo tôi dạy IELTS. Đó. Mà ở đây là gì? Chẳng hạn ba mẹ tôi mới nói
nếu mà thật sự tại sao con không có mà thúc đẩy cái việc để kiếm ra tiền. Tôi mới nói một điều, nếu bây giờ con muốn kiếm ra tiền, con sẽ mở một cái loại hình mà ở đây chắc chắn chưa có, đó là những cái rạp chiếu phim mini đó. Nếu con thật sự con muốn hút tiền, nhưng con nói thẳng khi con làm cái này với cái lượng dân trí mà thấp, chủ yếu là ăn và chơi và những đứa nhóc chơi choai, mẹ nghĩ nó vô đó nó coi phim thật hay không? Cho dù rằng là mình có gắn camera, mình có gắn cửa kính, thì tụi nó cũng cần cái nơi để mà khoác vai rờ rẫm âu yếm. Tình hình này rất phổ biến vì cái loại hình này không phải là mới lạ ở Việt Nam. Cho nên dần dần mình sẽ là người cổ suý cho cái tệ nạn. Thế thì tôi nói mục đích khi mà con đem cái chữ xuống đây, con đem phòng tập, con đem quán cà phê, có nghĩa rằng là con muốn cho người ta hướng đến cái văn thể Mỹ. Vậy thì người ta chưa là, người ta chưa có cái nhu cầu hướng đến đó. Người ta chưa có cái nhu cầu hướng đến đó. Cho nên bây giờ chúng ta đang cố gắng để tạo ra cái nhu cầu đó. Tức là tôi sẽ không giống với người ta. Và cái ban đầu tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì các bạn nghĩ ra một điều, nền kinh tế của chúng ta hiện nay đa phần là nền kinh tế chụp giật. Các bạn có thấy rằng là hình ảnh của một cái người mẹ, người cha người mẹ ngồi bấm điện thoại để cho con mình chơi tự do, nhưng mà sau đó ai mà nói họ tại sao họ không quan tâm tới con, họ không giáo dục con cái, họ sẽ bãi qua làm họ cãi: tôi giáo dục con cái của tôi còn tốt hơn anh. Wow! Vấn đề là ở chỗ này. Cho nên khi mà tôi nói với nhiều người, họ nói rằng tôi điên, tôi khùng. Nhưng mà tôi tâm sự với lại những cái bạn học trò của mình. Nếu như em nhìn thấy một cái vấn đề mà nó sẽ xảy ra thậm chí rất xa, 10 hay 20 năm. Đó, 5 năm, 10, 20 năm sau nó mới xảy ra. Thì lúc mà em nói ra điều đó, người ta sẽ nói em bị điên. Nhưng mà nếu như nó xảy ra đúng như vậy đó, thì em sẽ thấy rằng là em hoàn toàn không điên, mà là em là một cái người mà em có thể phân tích được những sự việc xảy ra rất lâu. Nói cách khác, đó chính là người có tài. Vậy thì có những cái tôi nhìn về quá khứ, tôi thấy nó xảy ra đúng như những gì mà mình nói. Có những bài viết tôi viết cách đây là 5 năm, 8 năm, 10 năm, bây giờ nó xảy ra đúng. Và tới bây giờ những cái giá trị đó nó vẫn còn. Đó. Vậy thì khi nhìn về quá khứ, tôi lại thấy rằng là những gì mà mình làm lúc đó nó ứng với tương lai. Và tôi nhìn vào quá khứ và tôi thấy rằng là mình đang có một cái sự phát triển. Còn những người mà nói mình điên, những người chê trách mình, những người mà miệt thị mình ở cái thời điểm đó, bây giờ họ như thế nào? Họ vẫn dậm chân tại chỗ. Họ già, họ yếu. Vậy thì họ có nhiều cái họ đang thua kém mình. Vậy thì mình có sai không? Đó, cái khác biệt giữa mà thiên tài và thằng điên là nó rất mong manh. Có rất nhiều người cố gắng làm cái chuyện điên khùng để cho nó khác người. Nhưng mà các bạn tự hiểu một điều, những gì mà các bạn làm điên khùng ở thời điểm này, liệu rằng trong tương lai nó có cái giá trị hay không? Cái giá trị nó có tồn tại đến đó hay không? Hay cái việc điên khùng của mình nó không có giá trị cả trong hiện tại luôn, lẫn tương lai? Cái đó mới chết. Thì chính vì vậy mà tôi mới hỏi, khi mà tôi coi một cái đoạn video của anh Trí tự nhận mình là thầy quéo. Thì bình thường các bạn biết hồi xưa tôi cũng có chia sẻ rất nhiều bài của Awake Your Power, và tôi thấy rằng là cái trang này nó rất bổ ích. Tôi nói thẳng ra hồi đầu là tôi vẫn thích những cái bài viết trên đây. Cho đến một ngày mà tôi có một cái bạn học trò đăng ký cái khóa học của Awake Your Power, thì trong đó là đưa ra những cái hoạt động team building, và bạn có được cái chứng chỉ là khai sáng trí tuệ sáng gì đó quên rồi.
Thì lúc đó tôi tự hỏi ra một điều, mấy cái trò chơi quái này nó có ích gì cho các kỹ năng trong công việc. Chẳng hạn như các bạn coi một cái video mà viral ở trên mạng, tam sao thất bản, một người làm một cái hành động, sau đó những người khác nhìn rồi mô tả cho người đằng sau, chỉ có người đầu tiên là thấy rõ nhất cái hành động, còn những người sau bị bịt mắt, rồi sau đó cứ nhìn và mô tả lại tới người cuối cùng thì nó đã biến thể thành một cái câu chuyện khác. Đây là một ví dụ về tam sao thất bản, chứ thật sự ra cái hoạt động đó nó giúp ích gì cho cái công việc của các bạn. Cho nên team building là đi chơi cho vui, chứ không phải rằng là những cái kỹ năng đó nó để nó phát triển cho các bạn tư duy hay là phản xạ hay cái gì hết. Các bạn phải nhớ được điều này. Thế thì sau đó cái cô trò này tự hào khoe cái chứng chỉ của What's Your Power. Rất nhiều người bây giờ vẫn đang làm cái trò hề này, đi học những cái khóa này sau đó đưa lên mạng và nói những câu đạo lý giống như mình bây giờ mình đã thức tỉnh, mình đã được khai sáng, mình đã thành đấng thiên đấng thần gì đó. Và cái video mà tôi coi gần đây, vô tình tôi thấy các bạn nói rằng anh Quéo mới nói vậy, các bạn nói rằng là nhân viên thì là uống toàn trà sữa Phúc Long này kia, còn sếp thì lại là ăn uống rất đơn giản. Tôi nói câu này là đúng, bởi vì nếu các bạn gặp tôi ở ngoài đường thì các bạn sẽ thấy rằng là giống như tôi đang mặc rất là giản dị, mặc quần short hoặc là mặc quần jean rồi áo thun như thế này rồi. Nhưng mà tôi lại đầu tư vào là một người làm trong lĩnh vực giáo dục, tôi rất quan tâm và chính vì vậy tôi đầu tư vào bốn mảng. Thứ nhất là về giáo dục, sau đó là anh Quéo đưa hình ảnh hai đứa con mình lên và nói rằng tôi đóng tiền cho nó học ở cái trường đắt nhất ở Việt Nam. Rồi đây là lần thứ hai tôi thấy đứa con gái của anh Quéo đưa lên với cái đầu tóc xõa, tóc dài xõa rủ rượi như người rừng. Mà cái này là mẹ tôi hay gọi là con bú dù, dù rằng tôi cũng chẳng biết con bú dù là con gì. Một đứa con gái để tóc dài mà bù xù, mà anh ta còn đưa lên mạng. Vậy thì là một cái nhà giáo dục mà anh không dạy cho con mình cái cách mà ăn ngăn nắp gọn gàng, giáo dục ai? Hồi nãy tôi thấy có một cái hình ảnh ở trên bệnh viện Nhi Đồng, trời mưa lâm râm, bà mẹ bế đứa con mà đi khám bệnh, một tay bế một tay xách cái hành lý, thì kêu xe taxi, sau đó nói rằng là anh taxi bây giờ là chờ xíu để chạy vô lấy phiếu xét nghiệm. Thì hai người nói chuyện với nhau xong rồi là cuối cùng không được, phải hủy chuyến. Bà mẹ vẫn đứng giữa trời mưa móc điện thoại ra tìm cách để hủy chuyến xe. Lúc đó tôi nhìn và tôi thấy rằng là nếu là tôi sẽ cảm ơn rồi sau đó tôi đi lui vô trong đó, rồi tôi mới hủy chuyến, tại vì tôi không thể để con mình đứng ngay mưa được. Và các bạn biết rằng là tôi thường rất là kỹ, cho nên rằng là chứ trời mưa là tôi sẽ cầm dù ra đứng tận ngoài xe để đưa mấy đứa bé lên xe. Thì những cái gọi là nhỏ nhặt về chi tiết này, con gái cũng vậy, con gái con trai nó đều phải tươm tất sạch sẽ gọn gàng, đó là cái giáo dục đầu tiên nè. Anh ăn mặc cái gì đó thì hôm bữa tôi có phân biệt về cái gọi là cái ba đời quý tộc, thì nghe đồn đâu là anh Quéo này cũng là dân Lê Hồng Phong ra, không học rất giỏi, nghe đồn nữa nha, chứ cái này tôi không biết rõ. Thì qua cái biểu hiện tôi đoán là anh cũng là xuất thân không phải là người mà quý tộc gì, cho nên anh là quý tộc mà bây giờ anh giàu có thì anh là quý tộc đời đầu. Cho nên rằng là quý tộc đời một sẽ giữ lại được cái nếp bình dân, cái ngày xưa của mình, tại mình có khác sang gì người ta đâu. Đó. Rồi bây giờ anh dùng từ anh cho con anh học ở cái trường đắt nhất Việt Nam, cái này tôi mới thấy lố bịch. Những người mà học giỏi ở Việt Nam có phải cần phải vô cái trường đắt nhất mới học được không? Nếu anh khoe con anh, thí dụ anh xuất thân ở Lê Hồng Phong, vậy thì anh khoe con anh từ Lê Hồng Phong, tôi nể. Anh khoe con anh ở Nguyễn Huyền, tôi nể. Anh khoe con anh hiện giờ ở phổ thông năng khiếu, số dách. Có nghĩa rằng là những đứa bé này nó phải
thi mới được vào đó. Mà để thi được vào những trường này thì năng lực của tụi nó chắc chắn không phải tầm thường. Thì tôi nể. Chứ tôi không nể những đứa mà học cái trường đắt nhất, tôi không nể. Cho nên đầu tư giáo dục mà đi từ cái khía cạnh này, vậy thì anh đúng hay anh sai? Con anh có chắc là những đứa mà tài năng hay không? Hay là những đứa được lót bằng tiền? Rồi, cái thứ hai, anh nói về những cái đầu tư, chẳng hạn đầu tư cho đạt bike. Thật sự ra cái này cũng là một cái khoe, là anh là cái người mà đã góp phần ha, trong cái đầu tư triệu đô để cho cái hãng xe máy điện này phát triển. Thì đạt bike từng gọi vốn ở Sắc Tăng và không sát nào rót vốn, sau đó là được người ta rót vốn và hiện giờ là đang ha, phát triển và bán sản phẩm. Thì những cái mà các bạn nhìn lên mạng như là đạt bike nói rằng doanh số của chúng tôi rất là cao này kia, các bạn có hiểu rằng họ sử dụng truyền thông giống như thằng VinFast, chúng tôi bán rất chạy ở Mỹ, rồi chúng tôi được dân Mỹ tôn trọng, vân vân. Vậy thì nếu như các bạn mà đào đi xe Vin đời F34 của VinFast hiện giờ, thì các bạn sẽ thấy một cái chiếc xe mà trị giá khoảng chừng là 100 triệu, hình như chiếc F34 này hình như cũng 500-600, chiếc VF8 hình như là 800, kêu là trang bị cao cấp gì đó. Thiệt sự chứ khi tôi nhìn vào cái màn hình camera hành trình 360 độ, nó như là một cái trò chơi 2D. Tôi còn nhìn cái màn hình trong taxi, tôi nói ủa gì màn hình mắc cười vậy. Rồi các bạn biết là trang trí nội thất rồi này kia bên trong, nói chung thì trừ cái ghế da ra, còn lại tôi có cảm giác như tôi đang ngồi trong một cái chiếc xe đồ chơi. Và ngày hôm bữa là tôi đi ra cái chỗ rửa xe thì đang có một chiếc VF8 ở đó. Thì lúc mà vô cái VF8 được đánh giá là một cái phân khúc là cao cấp của Vin. Nếu thiệt sự kêu tôi bỏ mà số tiền 800 triệu rồi giấy tờ này kia chắc cũng khoảng 900, thì tôi sẽ không mua nó đâu. Đó. Thì ở đây cũng vậy. Đạt bike, chiếc xe máy mà hiện giờ là đang nói rằng là giới trẻ này kia thích. Tôi nói xin lỗi chứ không có giới trẻ và giới mà mô tô mua tiếc thì nó mua cái đạt bike cả. Thậm chí là dân chơi xe nó đều biết hiện giờ là một cái chiếc xe điện của Trung Quốc được độ lại và chiến thắng rất nhiều giải đua, vừa từ đường phố cho đến là trong sân, giải đua rát là xe điện của Trung Quốc. Và hiện giờ là mới có một cái chiếc xe điện của Trung Quốc mà dán cào cào, trị giá là khoảng chừng 80-90 triệu. Nó đề ba cực kỳ mạnh với dáng rất là thon gọn, dáng thon gọn như là một chiếc cào cào địa hình. Vậy thì với những chiếc xe như vậy, đạt bike làm gì có vé để mà cạnh tranh. Xin lỗi với xe Trung Quốc, mẫu mã chất lượng, đúng xe nội địa Trung Quốc, mẫu mã chất lượng đẹp hơn nhiều. Cho nên rằng là khi mà tôi nghe tới anh Quéo anh đầu tư vô đây là tôi cũng đã mắc cười. Rồi tiếp. Khi mà tôi mới hỏi một cái bạn trò tôi, bạn này là phải nói rằng là làm trong cái lĩnh vực về thị trường, cho nên tôi mới hỏi bạn, bạn nghĩ gì về anh Trí Quéo? Bạn nói trước đây em biết ông này, trước đây em cũng thấy hay, cái em cũng có coi, rồi sau đó em ngồi em coi, cái em mới ngẫm em thấy rằng là nó có cái gì đó. Và sau đó rằng em đã từng đọc một cái bài post kêu rằng là được mời về một cái trường gì đó nói chuyện, nhưng mà có cái tác phong là giống như dân lùa gà, cái từ đó em hết coi luôn. Thì bạn mới nói, thầy biết cái ông này không? Cái bạn search rồi bạn đưa tôi cái hình Huỳnh Duy Khương gì đó. Nói ông này cũng hay đi chung với ông Quéo lắm nè, cũng lên mạng về triết lý, về cuộc sống, đạo lý, kinh doanh gì đó, cũng nổi tiếng. Thì hồi xưa em có con bạn, nó cũng bế tắc nhiều thứ trong cuộc sống, cho nên rằng là nó mới đọc được, nó coi một hai video của ông này, nó thấy hay. Thế là nó quyết chí, nó đăng ký một khóa học 15 triệu.
15 triệu, trong đó có mười mấy người. Thì cái nội dung học là nó nói học hai ngày đầu nó về nó nói khen hay. Cái mấy ngày sau cái nó về nó nói tao bắt đầu thấy chán chán rồi. Thì hỏi sao chán? Nói mấy cái này á, ban đầu nghe thì thấy nó thú vị, sau đó tao về tao ngẫm ngẫm lại, cái thấy đấy, ủa mấy cái này tính ra mình cũng biết mà. Những cái đạo lý, những cái triết lý về cuộc sống mình cũng biết mà. Ủa mắc gì mình phải bỏ tiền ra mình đi học. Là bắt đầu thấy chán chán rồi. Rồi tới cái tiết mục rằng mỗi người nêu lên cái vấn đề của mình để cho anh ta giải quyết. Thì sau đó bạn này bạn nói những cái vấn đề mà người ta nêu lên anh giải quyết rất chung chung, chẳng đâu vào đâu cả, cuối cùng cũng chẳng giúp gì được cho người ta. Các bạn còn nhớ ông Long Trọc không? Bán 1 tỷ gói mè. Các bạn coi đó, cũng chẳng giải quyết được gì cho người ta mà bày đặt dạy người ta làm kinh doanh. Rồi tới phiên bản, bạn nói rằng là chưa tới lượt bản, mà cái câu, cái rắc thắc mắc của bạn, bạn phải nộp cho trợ lý của anh ta và chưa được giải đáp. Cho nên sau đó bạn chán quá, bạn nghĩ. Huỳnh Duy Khương, để gỡ ra được một cái rắc rối cho người ta thì tôi mới giải thích với lại bạn học trò tôi rằng bây giờ em về em nói bạn đó đi, hiện giờ bạn còn gặp rắc rối không? Bạn tới đây bạn gặp tôi. Tại vì em phải hiểu rằng là để gỡ được cái rắc rối cho người ta thì cái người đó phải có rất nhiều cái trải nghiệm. Em biết về cái gọi là cái chứng tâm thần phân liệt ha. Có những người họ không biết, chẳng hạn như trong cuộc sống em sẽ thấy mới nạt đứa này xong ha, lát nữa kêu ê rảnh không đi uống trà sữa tao, ê tính ra mày mới chửi tao nãy luôn á mà giờ thấy tự nhiên thân thiện. Họ nghĩ rằng là đó là cá tính nhưng không phải. Tôi dám bảo đảm là những người này đã từng trải qua rất nhiều cái vấn đề, rất nhiều lần mà tan vỡ, rất nhiều lần là thất vọng. Cho nên cứ mỗi lần mà như vậy nó lại chẻ cái tính cách người đó ra một lần nha. Thì họ không biết rằng là hiện giờ họ bị phân liệt. Tức là họ có rất nhiều cái cá tính ở trong người. Và những người mà đã từng trải qua thì họ sẽ nhận ra được điều này. Cho nên cái trải nghiệm bạn muốn khuyên được người khác thì cái trải nghiệm sống của bạn phải rất nhiều. Và cái trải nghiệm sống nó không phải là qua sách vở, mà trải nghiệm sống nó trải qua từ chính những điều mà các bạn làm, những gì mà các bạn phải gặp. Vì vậy khuyên một người thật ra không dễ nha. Thế thì khi mà các bạn biết là hiện giờ những cái người mà lên mạng, cái cậu mà những cái cậu bạn, cái tôi có cái cậu trò bị khờ mới vừa cũng khoe lên mạng đã đăng ký lớp học về marketing online và làm một cái video ngắn về về marketing và cách để kiếm tiền online tại nhà. Trời, tôi nhìn vô nói chết cha chưa, dính vào luôn một cái tụi mà lùa gà. Rồi bây giờ nè, kiếm tiền tại nhà đúng không? Ngồi tại nhà click click là ra tiền phải không? Xin mời coi cái video này. Bắt được thằng trùm của cho vay nặng lãi của hai cái trang là Timo với gì đó. Thằng này là người nước ngoài, trụ sở của nó ở nước ngoài, và nó cho vay 2.000 tỷ ở Việt Nam, thu lợi 4.000 tỷ, vừa bị công an bắt. Đây, nước ngoài, báo pháp luật đăng luôn. Xin mời thưởng thức. Ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt IG Felix, quốc tịch Latvia, 38 tuổi, cư trú căn hộ A16.15, tòa nhà Prisia, số 21 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đây là ông trùm đứng đằng sau các web cho vay tamo.vn và findo.vn bị công an phát hiện hồi tháng 4 năm 2023. Theo điều tra, trang web tamo.vn và findo.vn do tập đoàn Sun Finance trụ sở tại Latvia thiết lập thông qua 3 pháp nhân là công ty Sovi Solutions, Digital Credit và FinCap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam.
Đây là các trang web cho vay tài chính tiêu dùng điện tử đã cài đặt lập trình sẵn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập trang web, điền thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, thu nhập hàng tháng, chi tiêu hàng tháng, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản, hình ảnh căn cước, hình ảnh chính diện của bản thân, là hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay. Các công ty này đều được iGerSpilic chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lãi suất cho vay của các công ty này thấp nhất là 401,5% trên một năm, cao nhất là 1.379,7% trên một năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự. Công an xác định từ tháng 4 năm 2019 đến nay, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng. Các bạn thấy khủng khiếp chưa? Mơ tưởng ngồi ở nhà kiếm tiền là các bạn giúp cho mấy thằng này nó làm giàu. Vậy thì rõ ràng vẫn rất rất là nhiều cái người khờ ở trên mạng. Dân Việt Nam của mình đã tổ chức cái hội là chơi bi mong làm tỷ phú, nhìn là toàn là người lao động. Đó. Cho nên bây giờ các bạn thấy rằng là những thầy nào mà đang cố gắng lùa các bạn học những cái khóa để mà làm ngừ á, ha, đó, rồi khai mở trí tuệ các bạn, thì tưởng tượng thôi, các bạn cần người ta khai mở thì đủ thấy là các bạn cũng thuộc dạng khôn rồi, ha, khôn rồi. Còn nếu như mà các bạn là người có lối đi riêng, các bạn tự khai mở bản thân. Tôi nói thiệt, tôi đâu có cần phải đi gặp ông quét cái gì đó mà để tôi khai mở tôi đâu. Tôi cũng đâu cần là mấy ông đó chỉ đường tôi làm. Nha. Tôi có mắt thì lúc này là tôi nhìn. Tôi có tâm, tôi tự kiểm qua những cái trải nghiệm. Đó, tôi tự đọc, tôi tự xem, tôi kiếm những thứ mà mình cần cho cuộc sống mình tôi đọc. Chứ không phải tối ngày tôi lên mạng tôi coi ba cái vớ vẩn về thị phi chi cho nó mệt cái đầu. Đó là cái khác biệt giữa tôi và nhiều người. Vậy thì các bạn muốn coi kênh ai đó coi. Còn kênh này nó không có thay mở trí tuệ. Các bạn có trí tuệ đi rồi tự nhiên các bạn tự mở. Còn kênh này nó không có gì khai mở cả. Nha. Cảm ơn. Hẹn gặp lại.